Và quý vị cũng thấy rằng là cái câu chuyện báo chí bây giờ đó đang cố gắng quy chụp và lèo lái để phủ tội cho anh Đức Hiển, đúng không quý vị? Cho nên á, đừng có bẻ lái mắc cười lắm nha. Bây giờ chỉ còn một thông tin nữa là đăng cái vụ mà con mèo chết 49 ngày đó, hôm nay được bao nhiêu ngày rồi không nhớ nữa. Có một con mèo thôi mà bao nhiêu con báo nó đăng rầm 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 rầm. Trời ơi, như cha chết mẹ chết không bằng, hôi nách chưa từng. Hết chuyện làm rồi, cho nên còn 49 ngày nữa. Nhớ thông tin chia sẻ nha, để cho mọi người á chia buồn vào 49 ngày con mèo nó sẽ được siêu thoát. Vì còn chút tự trọng nên nó tự sát á, còn hơn nó sống với cái lũ ăn cướp của nhân dân. Nó chết như vậy á, là nó bớt tội lỗi đó, đúng không quý vị? Cho nên á, nhớ nha, còn 49 ngày là 100 ngày nữa. Phải đưa tin rầm rộ lên các con báo á, phải đưa cho con mèo này lên tới đỉnh cao. Vì không còn chuyện gì để nói hết, cho nên á, là chỉ còn cái con mèo này để đem ra làm đề tài để mà nói những chuyện hôi nách thôi, đúng không quý vị? Cho nên á, coi như là cái fan nào mà đang cuồng đang điên á, mà mấy con báo á thì phải giết con mèo cho nó trọn vẹn. Chừng nào mà coi như là một năm gọi là cái gì nhi, một năm gọi là đám giỗ đó quý vị, 49 ngày xong rồi tới tới 100 ngày rồi giỗ con mèo nha quý vị. Trời ơi, tôi tiếc cái không biết là tụi nó có lập cái bàn thờ chụp hình con mèo đưa lên hay không nha, làm riết nó nghe nó hôi nách vô cùng. Mà bây giờ không phải hôi nách mà hôi tới cái khác nữa kìa nha, khó nói lắm, đi mắc cỡ quá đi, đúng không quý vị? Cho nên á, có một con mèo thôi mà bao nhiêu con báo khổ đau, đăng y như đúng rồi, trời ơi, thật là đau lòng. Làm tuần là 21 ngày rồi 49 ngày rồi 100 ngày rồi đám giỗ đầu của con mèo đó, quý vị thấy không? Phải làm như vậy á, để cho nó trọn tình trọn nghĩa, vì mèo chết thì báo phải buồn chứ làm sao, đúng không quý vị? Càng lúc nó càng nghe, trời ơi, thiệt là mắc cười quá đi, bao nhiêu cái câu chuyện không đưa tin không lo mà toàn là đi lo chữ hôi nách, bây giờ nó xuống hôi hán mẹ nó luôn rồi, hôi nách gì nữa, đúng không? Và không biết tại sao quý vị ơi, tôi đụng vô tôi gặp toàn thứ bẩn bựa không, cái gớm thì bẩn bựa quá đi. Trời ơi, càng ngày càng lúc, tôi nói thật với quý vị nha, tôi thưa ra trung ương đàng hoàng coi thằng Đức Hiển nó có ba ghế phó tổng không, nó vi phạm điều luật cả nước Việt Nam này biết, mà nó vai cánh như thế nào, xem cái lần này ô dù của nó còn cái ô nào che cho nó nữa không. Một doanh nghiệp như tôi, một người như tôi đánh đổi tất cả vì người dân lương thiện và các doanh nghiệp còn sống sót lại phải được tồn tại, không có để cho báo chí nó leo lên đầu nó cưỡi cổ và đi lấy tiền người ta như đúng rồi, đến hẹn lại lên gặp mặt là tự động bao thơ bóc ra, mặc dù chẳng có tội lỗi mẹ gì, nó giống như luật bất thành văn vậy đó. Có khốn nạn không, ăn đồng tiền đó có thấy vui không, có thấy hạnh phúc không, mang về nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nuôi con á, có thấy mình như thế nào? Mình cầm đồng tiền người ta dễ quá, trong khi đó người ta phải gồng gánh, phải nợ nần, rồi tới khi người ta phá sản thì tụi mày mới thấy là tụi mày hạnh phúc, đúng không? Biết bao nhiêu doanh nghiệp đã tán gia bại sản trong cái đại dịch này rồi, có đúng không? Vậy thì tôi xin hỏi báo chí á, có lương tâm không, có nhân tính không, có bao giờ soi lại cái đạo đức tư cách của mình không, hay là mình nghĩ rằng mình là nhà báo, mình có quyền tấn công vào doanh nghiệp, mình có quyền đi làm tiền doanh nghiệp, hay là mình đi mưu móc doanh nghiệp để mình kiếm chuyện với người ta để rồi người ta phải chung chi cho mình để cho người ta được yên ổn? Bây giờ nói ra cái nỗi hận của doanh nghiệp đó, có bao giờ mà người ta thích báo chí không, tới thăm hay tới kiếm tiền? Hỏi tôi nè, tôi nói cho nghe ha, mà cái loại hai mặt bẩn thỉu á thì quá nhiều. Thậm chí quý vị có biết không, nó chơi trước mặt mình, nó đấm cặt sau lưng, nó tới á, mình cho nó tiện ít tiền nhiều á, nó về nó kêu thằng khác giết, cũng đồng bọn của nó không, nó cấu kết với nhau, nó lấy tiền mình rồi nó không nỡ lòi cái mặt của nó ra, nó đưa thông tin cho thằng khác giết. Trời ơi, tôi rành lắm quý vị ơi, tôi bây giờ 50 tuổi rồi, tôi đã lắm rồi. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, có những cái điều nhức nhối mà Trung ương phải vào cuộc để phong sát, để thay đổi một số tổng biên tập,
Vì sao? Vì nó lầy lội quá rồi. Thanh niên tuổi trẻ bất chấp bao nhiêu lần bị phạt rồi vẫn tồn tại, vẫn chứng nào tật đó, vẫn đi quy chụp, vẫn đánh hội đồng, vẫn làm bao nhiêu điều thối nát với nhân dân. Bây giờ nghe tới thanh niên tuổi trẻ đó ngao ngán vô cùng. Vậy thì có bao nhiêu người tử tế và bao nhiêu loại bẩn thỉu trong đó hả? Tôi sẽ làm đơn, tôi thưa đàng hoàng tử tế nha, nói cái gì có sách mách có chứng, không phải đi chụp mũ một doanh nghiệp như tôi. Bây giờ muốn cá nhân có cá nhân, muốn công ty có công ty, muốn đền tao cho tụi mày đền nha, muốn luật quốc tế cũng có, mà muốn luật pháp Việt Nam tao cũng có luôn nha, phải nhớ là như vậy nha. Chơi kiểu nào mình chiều kiểu đó, để một lần cho doanh nghiệp được bình yên, để còn cống hiến cho đất nước một cách tự nguyện, vui vẻ và hạnh phúc khi được làm người tử tế. Đây là tiếng nói của nhân dân và cái câu hỏi to lớn mà nhân dân đặt ra với Trung ương. Một khi báo đã xạo, đã láo, đã lừa đảo nhân dân, đã viết sai, từ tư duy đạo đức thấp kém băng hoại đến như vậy thì truyền thông cái gì nữa? Và đưa những cái bài không thật, không trung thực, lèo lái cá nhân, đặt cái quyền lợi cá nhân rồi cái thù riêng tư vào đây thì làm sao gọi là báo của công chúng được, mà gọi là báo đời, báo hại, đúng không? Hủy hoại đạo đức, tư cách, nhân văn, và kể cả đó, cái tư duy không trong sáng thì làm sao cầm được cái ngồi bút mà viết được một bài tử tế dành cho xã hội, cho cộng đồng. Bây giờ quý vị mở báo ra, quý vị xem coi, xỉa vô bà Hằng không, khiều vô bà Hằng không. Vậy thì cái này không phải quánh hội đồng là cái gì vậy quý vị? Cái gì cũng phải có bà Hằng vô mới vui đúng không? Chưa có đủ phước để hại bà Hằng đâu. Bị knock out chưa sợ, còn tiếp nữa bà Hằng chơi tiếp nữa. Tôi thưa tất cả những cái loại báo mà đăng không đúng sự thật, đừng có nghĩ rằng là ăn phạt là thôi đâu. Người dân người ta tẩy chay, người ta tẩy chay, người ta mỉa mai, người ta cười trong mặt đó. Bây giờ tôi nói thật á, bây giờ các tổng biên tập á, phó tổng biên tập muốn biết lòng nhân dân á, vào xem bình luận của nhân dân đi, xem giới trí thức họ nói gì và những người dân họ nói gì về báo chí bây giờ. Luật sư á, với báo chí hai mặt, đúng không, đều cấu kết những thành phần nào bất hảo và mượn cái tấm thẻ nhà báo đó để sống qua ngày, để đi mị thiên hạ với tống tiền doanh nghiệp, đi rút máu đồng bào và đi khè thiên hạ và viết bài dựa vào cái tờ báo đó để muốn nói ai gì nói, bẻ lái dư luận, xỏ mũi dư luận và đưa những cái thông tin không chuẩn mực, mất đạo đức, mất luôn cả tư cách hành nghề. Cái kiểu gì vậy? Vậy thì cầm cái thẻ nhà báo đó là kim bài phải không? Giống như con hàng ni đó, nó có cái thẻ nhà báo đó đi khè thiên hạ thì ai cũng sợ nó hết, ai cũng ngại đụng chạm nó hết. Nhưng lần này mày không còn cơ hội nữa đâu hàng ni. Tôi hứa với quý vị rồi, tôi chơi một mất một còn với hàng ni Đức Hiển. Còn bao nhiêu bài báo chân chính, bao nhiêu tờ báo chân chính thì bị cái lũ bầy đàn này nó vùi dập. Và bây giờ đó quý vị thấy không, vô cớ chụp mũ tôi, nếu tôi có quan hệ gì trong cái vụ VOV thì tôi có ngồi đây không? Dù là một tin nhắn thôi, tôi có ngồi được đây không? Mà bẻ lái qua bẻ lái lại. Ủa, người ta ủng hộ bà Hằng thì tại người ta ủng hộ bà Hằng, liên quan gì tới bà Hằng? Người ta có quen bà Hằng không? Có biết bà Hằng không? Có nhắn tin qua lại với bà Hằng không? Tại sao không đăng Nguyễn Đức Hiển là ai trong cái vụ VOV? Tại sao không đăng như vậy đi, báo đàng hoàng, báo chính thống thì phải đăng như vậy đó. Vì cái câu chuyện này nó nổ ra, chưa có nổ ra mà Nguyễn Đức Hiển đã biết rồi đó. Bây giờ đăng một cách liêm sĩ là phải đăng như vậy đó, phải lôi Nguyễn Đức Hiển ra để Nguyễn Đức Hiển phải trả lời rằng tại sao mình biết cái đài VOV nó sập khi nó chưa sập.
đi làm đi. Tôi chỉ chỗ cho đi bươi đó. Làm như vậy tôi mới nể. Và tất cả các phóng viên của các tờ báo á, hãy đi gặp Nguyễn Đức Hiển phỏng vấn đi. Tại sao anh biết rằng là VOV ngày mai nó sập? Và tại sao con Thanh Trần nó biết rằng ngày mai VOV sẽ sập? Cái đó mới hay đó. Cái đó mới đúng lòng nhân dân đó. Cái đó mới gọi là báo chính thống, báo nhân dân. Đúng không quý vị? Một phó tổng biên tập mà cấu kết với ai? Cô gái Đồ Long với Thái Văn Đường. Anh hãy đưa nó đi tù đi. Và chúc mừng nhau cái đài VOV nó sập, trong khi đó nó chưa sập. Vậy thì những cái tờ báo này nè, hãy đi phỏng vấn Nguyễn Đức Hiển đi, xem Nguyễn Đức Hiển trả lời như thế nào trước hàng triệu triệu nhân dân đi, và kể cả Trung ương. Tại sao nó chưa sập mà mình biết nó sập? Và mình lên hẳn một thuyết âm mưu, mình chụp bà Hằng. Tại sao như vậy? Đây là một cái mối thù mà không bao giờ tôi buông tha, và muôn đời tôi chửi không bao giờ tôi quên. Bây giờ tôi nói á, báo Tuổi Trẻ nè, đó bây giờ có em ruột của Đức Hiển làm trong đó, báo Công An Nhân Dân có anh trai Đức Hiển làm trong đó, bốn anh em đều đi quyên góp tiền từ thiện hết, thì ra cũng sống bằng nghề từ thiện. Thì bây giờ nào, những cái tờ báo nào hãy đi gặp báo Pháp Luật và gặp Nguyễn Đức Hiển phỏng vấn đi, tôi mới thật sự là nể đó. Hãy có một cuộc phỏng vấn trả lời đi, tại sao ông biết trước? Ông là ai? Ông không có trong cái tổ chức này, tại sao ông biết trước? Đúng không? Trời chưa đủ chiều lòng người, cho nên mới bị đứng hình bởi những cái phát ngôn, những cái ngông cuồng, những cái kiểu mà đối đãi với nhân dân theo kiểu bày đàn. Và đặc biệt một điều là chơi hội đồng thì nó quá bẩn, gọi là truyền thông bẩn đó. Đúng không quý vị? Thông cái gì mà thông? Thông cho nhân dân như vậy á, thì quý vị nghĩ rằng là có tồn tại được không trong lòng công chúng? Ăn lương nhà nước mà phục vụ nhân dân theo cái kiểu bày đàn cảm tính và ngồi xổm lên 19 điều luật của đảng viên luôn. Vậy thì bao nhiêu nhà báo chân chính bị tụi mày vùi dập? Bao nhiêu người yêu nghề bị tụi mày coi như cô lập? Bởi vì tụi mày bày đàn anh em với nhau, và có một đảng viên nào được quyền dùng Facebook để mà tấn công cá nhân và có cuộc sống riêng tư trên đó hay không? Và có đảng viên nào mà đi quyên góp tiền từ thiện bỏ vào tài khoản riêng của mình không? Bẩn thỉu đến như vậy mà còn làm phó tổng biên tập nữa thì tôi đi đầu xuống đất. Tôi nói thật với quý vị, một con người vi phạm trong 19 điều luật của đảng viên thì ảnh hiển dính bao nhiêu cái rồi. Cả lòng dân bây giờ phẫn nộ tới nhường nào về Hàn Ni, Đức Hiển và một số báo chí lộng ngôn ngồi trên đầu của nhân dân. Có đúng không? Viết bài thì theo đơn đặt hàng. Cái câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở từ xưa đến giờ rồi, nhưng không ai dám nói vì người ta cứ nghĩ rằng là luật bất thành văn, cho nên thôi kệ mẹ nó, muốn tới đâu tới, đừng có đụng chạm, đúng không? Nhưng mà càng lúc á thì nó càng làm quá lố, đúng không? Một kẻ đi tới đe dọa, một kẻ đi tới để tống tiền. Tôi nè, nói thật với quý vị, một năm á tôi không biết nhận bao nhiêu chục cái hợp đồng, trăm cái hợp đồng đến kêu ký vụ báo chí, và thậm chí là xuân luôn, là báo Thanh Tra, báo Chính Phủ, báo này báo kia để khè tôi. Còn lâu nha quý vị, vì tiền ai kiếm cũng cực khổ hết, mà nhất là doanh nghiệp làm là phải đóng thuế, lo cho nhân viên đủ thứ trên đời hết, đúng không? Cái nỗi khổ của doanh nghiệp có ai biết không? Bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản rồi cũng vì những cái kiểu như là trên đe dưới búa, nội công ngoại kích, tả phù hủ bực, chỉ biết bao dây để sâu xé người ta, để bao dây để lấy tiền người ta, đúng không? Không chung chi thì nó bày đàn nó đập, đúng không? Bao nhiêu điều khốn nạn. Tụi bay kêu tao nổ, đúng không? Tao nổ là banh xác chết mẹ tụi bay. Cho nên tôi nói á,
Trời xui khiến tôi là một sứ mạng. Tôi đến đây vào cái thời điểm này, tôi phải làm cái câu chuyện này. Tôi phải lôi từng đứa đắp lùm ra, hại nhân dân, hại đất nước. Tôi phải lôi đầu nó ra. Không phải mặc nhiên, mà không phải tự nhiên nha quý vị. Đó, tôi nói với quý vị rằng tất cả những gì tôi nói là sự thật, thì chúng ta mới thấy rằng là đâu đó chúng ta rất may mắn, rất là hạnh phúc khi được sống trong đất nước bình an. Và tất cả những gì chúng ta còn có ngày hôm nay là phải biết ơn chính phủ và biết ơn nhân dân. Giống như tôi thường nói với quý vị rằng là tất cả những gì vợ chồng tôi có ngày hôm nay là của nhân dân, của đất nước này cho chúng tôi. Có đúng không? Cho nên tôi nói có những cái điều rất hay, rất thiêng liêng, mà tại sao không truyền tải tới nhân dân? Sao không có một sự so sánh để cho người dân người ta yêu nước nhiều hơn? Người ta biết quý trọng những cái người ta có, và người ta một lòng đoàn kết gắn bó để phục vụ cho đất nước mình mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn không? Truyền thông kiểu gì? Đúng không quý vị? Nếu tôi có đủ quyền lực trong tay, tôi sẽ xin rằng thay đổi một cái đám truyền thông bẩn đó đi. Và phải trở về cái giá trị nhân văn, cái tình người cao cả thiêng liêng. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị lo cho một gia đình, quý vị mệt mỏi tới nhường nào, huống chi mà các cấp lãnh đạo lo cho một quốc gia. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ đòi hỏi đất nước này đã làm gì cho chúng ta, mà chúng ta đã làm gì để trả ơn cho đất nước này. Có đúng không quý vị? Cho nên tôi nói trong những cái đại dịch như thế này, chúng ta phải nhìn xuyên suốt, phải nhìn thấy được cái đỉnh cao nhân đạo mà chính phủ đã dành cho chúng ta. Tất cả là sự sống còn, chứ không phải là cơm áo gạo tiền. Vì đó là những thứ xa xỉ, những thứ rất cần trong cuộc sống, nhưng nó chưa phải là tất cả. Chỉ có giữa cái sống và cái chết, chúng ta mới thấy cái mạng sống nó cao cả, nó thiêng liêng vô cùng. Hãy trải qua những lúc sống còn đi, thì quý vị mới chiêm nghiệm được những gì bà Hằng này nói. Còn những người chưa trải nghiệm, khỏe mạnh, chưa một lần mà coi như là giữa sống và chết, chứ biết đâu mạnh lắm, khỏe lắm, nói những cái điều nghe nó vĩ đại lắm. Nhưng mà hãy vào những cái thời điểm mà giữa sự sống còn, giữa một cái mà thở hơi lên, sẽ thấy rằng mọi thứ trên đời không có còn giá trị gì nữa. Bây giờ tôi nói bỗng nhiên mình đang ở trong cái nhà rất đẹp, đi một cái xe rất đẹp, mình có tất cả mọi thứ trên đời. Bác sĩ báo cho mình biết là mình bị ung thư, hay là bác sĩ báo cho mình biết là mình bị một cái bệnh gì đó mà thời gian sống của mình không còn nữa, thì lúc đó những thứ đó nó có giá trị nữa hay không? Đâu phải chúng ta sinh ra để ăn, đâu phải chúng ta sinh ra để xài, không phải chúng ta sinh ra để mặc, mà chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta làm đẹp cho đời, sống có giá trị, và chúng ta tạo ra những cái phước đức để kiếp sau chúng ta có thể trở lại với đầy đủ, coi như là phước đức để mình có một cuộc sống tốt đẹp. Còn từ vô lượng kiếp chúng ta đã mặc nhiên tạo ra những cái gì mình không biết. Cho nên có nhiều người họ nói là muốn biết kiếp trước mình ra làm sao thì mình nhìn cái kiếp này, và từ cái kiếp này mình sống làm sao để mình còn kiếp sau, nếu như còn có tái sinh trở lại. Đúng không quý vị? Cho nên tôi nói có những điều nó rất là thâm thúy, nó rất là cao quý, không có một tờ báo nào đăng hết, không có một sự so sánh để cho người dân yêu nước càng ngày càng nhiều hơn. Tại sao không có những cái mà đưa ra cho nhân dân để thấy rằng là chính phủ luôn luôn một lòng vì dân, phục vụ người dân, bảo vệ người dân từ sức khỏe, tinh thần, cuộc sống. Cái điều đó là điều vô cùng trân quý. Và mặc nhiên là bây giờ quý vị thấy không, chúng ta đang sống trong một đất nước rất bình yên, rất bình yên. Kể cả bệnh hoạn so với những nước khác không có cái gì đáng lo cả. Nhưng mà đâu đó thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta bị trải nghiệm, thì chúng ta phải ráng cố gắng vượt qua cùng với chính phủ, là chúng ta phải tuân thủ pháp luật và chúng ta phải tự răn cái bản thân mình để giữ gìn làm sao.